Nếu bạn không thể sống thiếu sô-cô-la, bạn thật may mắn khi được sinh ra vào sau thế kỷ 16. Từ năm 1900 trước công nguyên, con người đã biết học cách thu hoạch hạt từ cây ca cao bản địa. Các tài liệu cổ xưa nhất tiết lộ rằng nhân ca cao được nghiền nát, sau đó được trộn với bột ngô và bột ớt để tạo thành thứ thức uống. Không dễ chịu như ca cao nóng mà hơi đắng được tạo phủ thêm bọt. Sự truyền bá về những câu chuyện dâm ô liên quan đến sô-cô-la đã khiến nó trở thành một thứ thuốc kích dục tâm tiếng. Ban đầu, vị hơi đắng của sô cô la giúp nó trở thành vị thuốc chữa một số bệnh về bao tử, nhưng vị ngọt được sinh ra nhờ thêm chút mật ong, đường và vani đã khiến sô cô la sớm trở thành thức uống nổi tiếng tại cung điện Tây Ban Nha. Không lâu sau, không gia đình quý tộc nào lại không sở hữu sô cô la trong nhà. Thức uống thời thượng này tiêu tốn rất nhiều công sức và thời gian để sản xuất trên quy mô lớn, nó bao gồm trồng trọt và nhập khẩu lao động nô lệ. Từ vùng Caribe và các hòn đảo ngoài khơi bờ biển châu Phi, thế giới sô-cô-la sau đó hoàn toàn thay đổi vào năm 1828. Quenrath van Houten đến từ Amsterdam đã phát minh ra máy ép cacao, giúp tạo ra một chất bột có thể hòa tan tạo thành sản phẩm dạng lỏng để tạo nên thứ sô-cô-la rắn như chúng ta biết ngày nay. Một người thụy sĩ tên Daniel Peter chế biến sô-cô-la đã thêm bột sữa vào sô-cô-la và từ đó chúng ta có thêm sô-cô-la sữa. Vào khoảng thế kỷ 20, sô-cô-la không còn là thực phẩm xa xỉ dành riêng cho giới thượng lưu mà đã trở thành thức quà của cả cộng đồng. Nhưng lượng nhu cầu khổng lồ đòi hỏi cần phải có thêm nhiều ca cao nên đã dẫn tới những xâm phạm về quyền con người để cung cấp ca cao cho các công ty phương Tây đã sử dụng lao động nô lệ và trẻ em với ước tính có khoảng hơn 2 triệu trẻ em bị bóc lột. Ngày nay, sô-cô-la đã có mặt trong các nghi thức của xã hội hiện đại trộn lẫn với sức mạnh của quảng cáo. Sô-cô-la mang trong mình một hương vị vừa cuốn hút, vừa suy đồi và bị cấm đoán. Vì thế lần tới khi bạn lại bóc một thanh sô-cô-la, hãy dừng lại một chút để nhắc mình rằng không phải mọi thứ về sô cô la đều ngọt ngào